hands together for a warm welcome. Chị chơi YouTube thôi, tại vì thường ở tuổi chị ít người chơi lắm. Thằng đệ quá em. Thằng bé. Wow, dễ thương quá nè mọi người ơi. Hello. Thank you. No. Từ nha, 1, 2, 3. Trời ơi, gió mát mát, cảnh đẹp. Bây giờ mình đi ra ngoài này á, mình mới nghe được tiếng của người Việt mình nhiều lắm luôn. Vui lắm luôn, nhưng mà vô có thấy người quen. Đó, trời nóng quá luôn, con gái nó nóng chịu không nổi, nó phải mua cái nón lá nó đội đốt mọi người. Cái nón lá bán bao nhiêu? Đó, thấy không? Nhưng mà ok, thì mình ủng hộ người Việt mình mà, đúng không? Giống như một cái ly nước mía thì nhưng mà đá nhiều hơn là mía, không có đá. Không có giống như Việt Nam của mình. Biết sao cái màu là để, biết sao để quá lâu nó bị, thấy không? Nó bị mất màu. Cái bằng chứng nè, bằng chứng nè, đá nhiều lắm luôn, đá nhiều làm sẵn để sẵn luôn, biết không? Nước mía có xíu xiu uống vô không có nghe mùi nước mía luôn. Cho mới nhìn vô, mới nhìn á, mình tưởng giống như là nước trà, hiểu không? Đó, nước trà mà loại lợt nữa đó. Nhưng mà thôi, khát nước quá mình mua ủng hộ với hôm. Nhưng mà không ngon bằng Việt Nam mình đâu, mai mốt về Việt Nam đi với mấy bạn nhé. Chắc khi đi uống nước mía nghe. Ok.